Xin kính chào tất cả mọi người đã trở lại kênh YouTube Lê Khôi Audio, kênh chuyên về ẩm thực bài Ấn Cổ. Trở lại với clip ngày hôm nay, Khôi xin giới thiệu với anh em một bộ ghép loa và âm ly rất là đẹp anh em. Thật sự là đầu tiên mà nhìn vào cái ngoại hình nó rất là bắt mắt luôn. Nó thiết kế gồm có hai màu thôi, màu đen và màu vàng anh em. Thì đây cũng là cái mà Khôi cố tình ghép thành một combo để cho anh em có thêm những cái cảm hứng để mình chơi cái món audio cổ này. Thì bộ ghép hôm nay sẽ có là một con âm ly đến từ cái thương hiệu của Mỹ, cũng ít gặp luôn, hiếm gặp trên thị trường, Vector Research. Model là VR5000. Con âm ly này thì cực kỳ bình dân. Và cặp loa thì BMW DM6 là anh nòi, dòng loa cổ ra đời vào thập niên 1970, thùng gỗ làng và series liền kề. Thì bộ ghép này thì nó là cùng là bình dân. Con âm ly thì rẻ, tuy nhiên là nó rất là đặc biệt đấy em. Con âm ly đặc biệt vì nó rẻ nhưng mà nó hay, và nó đời phiên bản này gọi là limited, nó có vỏ gỗ nữa. Anh em cùng tham khảo nhé. Thì cặp loa thì Khôi nói nhiều rồi, Khôi cứ test và Khôi hay lâu lâu Khôi review cho anh em cùng xem. Series liền kề chân zin đẹp xuất sắc nha, chưa bung óc luôn. Rồi trở lại với con âm ly này, đầu tiên là nói về nó là đẹp, rất đẹp ha, đẹp zin nguyên bản tuyệt đối và hàng lưu kho chưa qua sử dụng. Đó, những cái mà Khôi có thể khẳng định với em như vậy. Đời này cũng thuộc dạng khá này, nó sẽ là VR2000 rồi 2500, 3500, 4000, 4500, 5000 và 6000, 7000 nữa. Nhưng mà 5000 thì nó cũng thuộc dạng khá. Vì sao? Vì công suất này, công suất con này 270W này nè, chạy 4 con sò xanh đen này, đời Mỹ này, tàu 6800mi này, đó. Size lớn này nè, này, size cái tay của Khôi là 22 này nè, size 46 ha, có bộ gỗ. Đó. Và đặc biệt anh em, con này nó là đời đền 120 nhá. Chỉnh 3 dải bass midget. Đấy. Nó rất là tuyệt hợp, tuyệt vời luôn. Receiver radio 108 và 1600 này, đèn màu đỏ ha. Nói chung là nó có nhiều cái ưu điểm để mà mình chơi và sưu tầm. Đặc biệt con này á rẻ nhưng mà được đem ra để so sánh với các dòng Biune cũng như là Sansui. Sansui thì bỏ qua, Sansui thì nó sẽ không đến được âm trầm và không đến được các dòng loa bass tóc như con này. Nói về Biune nè, anh em có thể lấy con 7800 hay là mà so ha. Con này nó sẽ ăn đứt từ chất âm tới công suất. Anh em có thể lấy con Biune 780 ha. Con này cũng ăn đứt luôn. Những cái con mà công suất 270W của các hàng nổi tiếng của Biune á thì nó phải giá trên chục triệu, chứ nó không có giá mà 5-6 triệu như con này. Đó là Khôi chia sẻ ha. Rồi, thì thêm một cái điều nữa là bình thường là cái con này không có vỏ gỗ này. Ở Việt Nam là không có vỏ gỗ, nó chỉ có vỏ sắt này thôi. Đó, nhưng mà con này có vỏ gỗ ha. Nên nó thuộc dạng hàng rất là hiếm luôn. Có thể cái vỏ gỗ này ở bên đó người ta đi qua, nhưng mà nó là vỏ gỗ zin anh em nhé. Vỏ gỗ zin. Màu gỗ rất đẹp. Rất là đẹp luôn. Rồi, Khôi xin nhấn mạnh lại là nó ăn ở đây. Những cái con âm ly của Sansui mà phải mười mấy 20 triệu thì nó mới có cái chỉnh được cái giải mix. Nên cái này nó sẽ là một cái điểm nhấn để phục vụ cho anh em nào thích cái này nha. Giá bình thường anh em thì luân quanh có 6 triệu thôi. Còn cái con này có vỏ gỗ thì nó cao hơn chút nha. Anh em nào mà xem tới đây mà thấy kinh tế mình ít hơn thì có thể mình bỏ qua. Còn nếu như mà mình trên 6 triệu thì mình xem tiếp nha, để khỏi mất thời gian của anh em. Rồi, Khôi giờ nói tới đây thì là xong cái phần hình thức. Bây giờ tháo ruột gan ra và quay cho anh em xem và cũng như test chất âm và giá vào cuối clip nha. Đây mọi người, thật sự là nó rất là đẹp. Mình nhìn ở ngoài rồi nhưng mà tháo ra thấy giật mình luôn. Còn nguyên bụi nha. Đó, hàng lưu kho nhưng mà vẫn có bụi, vẫn có màng nhện. Nhưng mà cơ bản nhất nó đẹp và zin tuyệt đối, thử rồi nè. Thì cái đời này này, đời này á thì nói vui thôi, nó được đánh giá là trên cơ của Biune 7825 mã này. Con âm ly mình đã một thời đang bóng ha, mà giá nó rất là rẻ. Con này là công suất lớn hơn này, chất âm hay hơn này, dòng receiver FFM luôn. Nó phù hợp với những người chơi Việt Nam. Và nó còn cái gì nữa anh em, nó là còn chỉnh được bass mid chép anh em nha. Bass mid chép này lưu ý nha, volume ba lăng trên này, loudness thì tem mono đầy đủ. Cái mà nó hơi khác biệt ở đây, bass mid chép thì trong cái này anh em nó sẽ có VR
tất cả các dòng nó đều thiết kế giống nhau hết, nhưng mà nó chỉ khác nhau công suất. Nó còn VR7000 nữa nè. Nhưng mà nó đời này cũng là đời khá tốt rồi, khá ổn rồi, vì VR2000 rồi 2500 rồi 3000, 3500, 4000 rồi mới tới 5000 nữa nè. Đó. Nên nó là cũng khá tốt rồi. Đó, nó sẽ đến được loa 3 tấc nha. Khôi có đến với JBL rồi, đến với RSL rồi. Đó, rất là hay luôn, đây là hay luôn. Đây này, bốn con sọi xanh đen này, tản nhiệt nha. Đó, tủ này, tủ nó nhỏ tại vì nó là hàng Mỹ. Tủ nó nhỏ nha, nhưng mà tủ của nó đến thấy 6800 mi chứ không phải là nhỏ. Bình thường thì các tủ của Nhật thì nó cũng 5000 thôi. Đó, nó 6800 mi. Và đặc biệt nhất là nó đẹp ha. Con này cũng khá nặng rồi này, nó làm tới ba cái chân ở dưới thì có tháo rồi này, sườn thì không có xi vì nó đồ Mỹ. Đó. Hai cầu chì, ngoài cầu chì nguồn thì có hai cầu chì speaker này, cầu chì bảo vệ loa ha. Nói chung là các cái đồ Mỹ họ thiết kế rất là chỉnh chu và rất là kỹ lưỡng về mật miết ha. Rồi bây giờ Khôi lật cho anh em xem về cái đây, anh em theo cái đít này, nó tới 5 chân loa này, tại vì là nó nặng cũng như là người ta làm nó kỹ lưỡng đó, như mới luôn ha, như mới luôn. Đời này thì nó được sản xuất tại Nhật nha, còn tem kiểm định luôn đó. Gặp nhau làm chi, đêm đêm về tưởng nhớ. Gặp nhau làm chi, thương nhớ mênh mang. Người yêu người yêu, dù ta say giấc nồng, để ta dìu em đi vào cõi đam mê. Gặp nhau làm chi, sao đêm dài buồn thế. Gặp nhau làm chi, lệ ướt hoen mi. Tình đến rực rỡ, em cho tôi ước mơ. Tình xa tình lỡ, ta mòn những cơn say. Em ơi, gặp nhau để làm gì? Cho nhau thương đau, tình yêu nghĩa là gì? Khi một người lặng lẽ bước đi. Người đến rồi đi.
giấc mộng. Mộng đã tan vỡ, ta chìm vào những cơn say. Người đến rồi đi, cho ta say giấc mộng. Mộng đã tan vỡ, ta chìm vào những cơn say. Thật sự là con này nói thì nhiều khi là đụng chạm, chứ nó khẳng định với em một lần nữa là trên cơ 7825 mã nhé, trên cơ SX 750, 780 của Bill này đó. Chỉ có cái là cái thương hiệu thôi, còn từ lên kiện cấu hình với chất âm là bao hay. Khôi đã bán cũng 5-7 con như thế này rồi, từ những năm 2015-16 đã bán rồi và được rất nhiều người chọn. Nhưng mà anh em cũng biết con này nó nằm bên Mỹ, hàng Mỹ nên nó rất là cao. Muốn ship về được Việt Nam á thì phải cân mê đó, phải giá tốt mới dám về, tại vì trên eBay nó bán mấy trăm đô nè, nên ship về đây lúc nào giá nó cũng trên chục nhưng mà không có ship được. Rồi trở lại với con này thì hôm nay có ship về có cái mức giá rẻ và có vỏ gỗ nên vẫn bán cho anh em cái mức giá rẻ để anh em chơi ha, 6.500.000. Và giá này Khôi xin phép là không fit anh em nha, không bớt, vì mua có vỏ gỗ anh em là thấy hợp lý, thấy trong điều kiện chơi thì liên hệ với Khôi để cùng giao lưu. Chỉ có chuyển khoản đủ thì bao ship, còn ship cốt thì Khôi không bao ship nha. Một lần nữa Khôi xin cảm ơn và hẹn gặp lại, chúc tất cả mọi người được trả được môn hàng ưng ý. Thấy yêu thích thì vui vẻ thì đăng ký kênh ủng hộ cho Khôi đó, và thiện chí ở hợp gu thì mua hàng, còn không hợp thì cũng hoan hỷ vui bỏ qua nha, để mình tạo một cái sự giao lưu nó thiện chí hơn.